Tiếp tục là thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Việt Hà. Sáng sớm nay đỉnh Mẫu Sơn của Lạng Sơn nhiệt độ xuống dưới âm 2,5 độ C. Không biết là có xuất hiện băng giá không ạ? Dạ vâng, mặc dù là nhiệt độ tại Mẫu Sơn xuống mức âm nhưng mà băng giá chưa hình thành do thiếu một yếu tố, đó là độ ẩm ạ. Và sáng nay trên đỉnh Mẫu Sơn thì trời vẫn rất khô, độ ẩm đo được chỉ quanh mức là 50%, không đủ ẩm nên băng giá chưa thể hình thành. Ở các đỉnh núi cao bên phía Tây thì nhiều ẩm hơn. Sáng nay thì băng giá đã xuất hiện tại đỉnh Kháo Nhà thuộc Mù Cang Chải, Yên Bái. Cây cối thì bị phủ một lớp băng trắng xóa như thế này. Trong hai ngày tới thì người dân ở các đỉnh núi cao như là Kháo Nhà hay là tại Mẫu Sơn, Phiêu Quắc, Phan Xipang và Y Tý thì vẫn cần đề phòng với băng giá và sương muối có thể xuất hiện về đêm và sáng khi mà nhiệt độ ở các khu vực này xuống dưới mức 0 độ C. Còn với khu vực đồng bằng như là tại thủ đô Hà Nội thì về đêm và sáng trời cũng khá rét khi mà nhiệt độ hạ xuống thấp nhất chỉ quanh mức là 10 độ C. Về trưa và chiều thì do có nắng nên không khí cũng ấm hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 17 độ C. Trong khi đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh chiều nay trời tiếp tục nắng mạnh và nóng, nhiệt độ cao nhất ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức hay là khu vực trung tâm trong khoảng là 33 độ C. Còn ở phía nam huyện Cần Giờ, Nhà Bè thì trong khoảng là 32 độ C. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà tôi muốn gửi tới quý vị.